có thể kiếm nổi một pha dứt điểm nào ở Incheon. Thế nhưng ẩn sau hình ảnh nhạt nhòa đó, Công Phượng đã làm được điều mà ngay tới ban tổ chức Calix cũng phải sửng sốt. Nếu xét về mặt chuyên môn, những đóng góp của Công Phượng cho Incheon kể từ đầu mùa giải là không nhiều. Dù được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, song tiền đạo xứ nghệ chưa để lại được dấu ấn nào thực sự đáng kể. Quãng thời gian mà Công Phượng thường xuyên đá chính cũng chính là thời điểm Incheon liên tục gục ngã và dần lâm vào khủng hoảng trải qua nhiều trận được xóa giày thi đấu, trong đó có 3 trận đá chính. Công Phượng thậm chí còn chưa có bất kỳ một pha dứt điểm nào. Điều đó cho thấy Công Phượng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ về mặt chuyên môn sau khi anh từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thế nhưng đằng sau hình ảnh nhạt nhòa đầy bế tắc trên sân cỏ, Công Phượng lại lập một chiến công vang dội ở đấu trường Calix. Đó là những hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà Công Phượng đóng vai trò hạt nhân. Sáng ngày 20 tháng 4, hãng truyền thông nổi tiếng Choi Sun của Hàn Quốc đăng tải thông tin đáng chú ý liên quan tới công phượng. Bài viết này mở đầu bằng việc nhắc lại chuyện ban tổ chức giải Calix đã thông qua việc mở rộng hạn ngạch cho các cầu thủ Đông Nam Á bắt đầu từ mùa giải 2020. Quan trọng hơn, Choi Sun đưa ra một con số làm ban tổ chức giải Calix phải nức lòng vì công phượng. Bởi sau hiệu ứng mạnh mẽ mà tiền đạo xứ nghệ tạo ra, hiện tại đã có hơn 40 doanh nghiệp đang muốn đàm phán với ban tổ chức Calix để mua bản quyền giải đấu từ mùa giải năm sau. Theo Choi Sun, thì thông tin này đã được chính một lãnh đạo của ban tổ chức Calix tiết lộ tại một triển lãm truyền thông thể thao quốc tế mới được diễn ra tại Hàn Quốc. Việc 40 doanh nghiệp muốn mua bản quyền Calix là một bước đột phá với giải. Trong tương lai, chắc chắn ban tổ chức giải sẽ tìm cách thu hút nhiều ngôi sao ở khu vực Đông Nam Á nhằm tăng lợi nhuận truyền thông qua việc bán bản quyền truyền hình. Tờ Choi Sun cũng cho biết, trung bình, Mỗi trận đấu của Incheon kể từ đầu mùa giải năm 2019 thu hút hơn 100.000 lượt người xem từ Việt Nam và tất cả các kênh đều là xem lậu. Đặc biệt ở trận đấu gần nhất khi Incheon thua đội hạng 3 Jeonju, số người xem trực tiếp ở Việt Nam đã đạt con số kỷ lục lên tới 400.000 người. Đây là một điều dễ hiểu khi các cổ động viên muốn theo dõi công phượng sẽ thi đấu ra sao trong ngày ra mắt huấn luyện viên Kim Sang-ung. Tờ Navet cũng cho rằng đã đến lúc ban tổ chức dạy Calix nên phân phối bản quyền giải đấu ở thị trường Đông Nam Á. Tất cả điều đó hoàn toàn bắt nguồn từ hiệu ứng mà Công Phượng tạo ra. Rõ ràng với dạy Calix thì những giá trị mà Công Phượng đã tạo ra là khó có thể đong đếm được. Tuy nhiên với người hâm mộ Việt Nam, đây là lúc mà các cổ động viên Việt Nam đang chờ đợi Công Phượng sẽ tỏa sáng trên sân cọ để đóng góp nhiều hơn về mặt chuyên môn thay vì chỉ là công cụ cho những người Hàn Quốc làm thương mại.